thí sinh hoa hậu chuyển giới Lương Mỹ Kỳ có nỗi đau lớn vạn lần nỗi đau thể xác. Khi bước chân lên bàn mổ, tôi nghĩ chỉ có cơn đau này mới giúp tôi dịu bớt cơn đau ngoài xã hội để tôi sống thoải mái hơn. Lương Mỹ Kỳ từng gây bão khi xuất hiện trong chương trình Người Bí Ẩn, Thách Thức Danh Hài, Giọng Ải Giọng Ai nhờ sự hài hước và thông minh. Bẵng đi một thời gian, Lương Mỹ Kỳ lại tiếp tục gây chú ý khi ghi danh tại cuộc thi nhan sắc Miss International Queen Việt Nam, Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2020. Hiện cô đang là ứng cử viên sáng giá cho chiếc vương miện năm nay. Không quan tâm đối thủ là ai. Được đánh giá là thí sinh sáng giá tại Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2020, chị đã chuẩn bị như thế nào cho cuộc thi? Thời gian này tôi đã tập trung trau dồi các kỹ năng, thậm chí tôi cũng đã dành thời gian đọc hết những bình luận của khán giả, từ đó chọn lọc và hoàn thiện bản thân tốt hơn. Thật ra tôi cũng không quan tâm nhiều đến việc đối thủ của mình là ai, họ có những gì, tôi chỉ biết làm những gì mình cho là tốt nhất đúng với con người của mình nhất. Tuy nhiên cũng có một chút áp lực là mọi người đã đặt nhiều kỳ vọng vào tôi. Có thể nói tôi là gương mặt cũ ở các game show, nhưng lại là gương mặt mới ở sân chơi nhan sắc. Nhưng mọi người so sánh với tôi rất nhiều, chị đi trước nên khá áp lực. Rất may tôi nhận được nhiều động viên của bạn bè, người thân và gia đình. Để chuẩn bị cho một cuộc thi nhan sắc, ngoài việc tập luyện các kỹ năng, vấn đề kinh tế có khiến chị đau đầu? Gia đình tôi không giàu có, ba mẹ làm công nhân nên cũng chỉ đủ sống qua ngày. Vì còn phải lo rất nhiều cho gia đình nên tôi cũng phải tính toán sao cho thật hợp lý để chuyên tâm thi đấu. Tôi cũng may mắn khi được nhiều anh chị trong nghề thương nên sẵn sàng giúp đỡ hỗ trợ về trang phục, make up. Tôi biết ơn họ rất nhiều. Ăn mì gói để tiết kiệm lấy tiền chuyển giới. Xuất thân trong gia đình không mấy khá giả, vậy chi phí để thực hiện chuyển giới của chị được tích lũy từ đâu? Tình tôi vốn tiết kiệm, tôi lại còn ôm giấc mơ được trở thành hình hài người con gái từ hồi cấp 1, nên từ đó tôi đã biết tích cóp những đồng tiền ít ỏi để thực hiện giấc mơ của mình. Khi đi thi Thách Thức Danh Hài, được 2 tháng, tôi bắt đầu làm việc tại một công ty giải trí. Thời gian này tôi vẫn tích cực nhận show hát lô tô để gom góp một số tiền dư giả, vì tôi không biết liệu ca mổ của mình có thành công hay không. Tôi vẫn còn nhớ những ngày ròng rã trên chiếc xe cùi bắp, đi đến địa điểm hát lô tô hay những ngày ăn mì gói để tiết kiệm tiền. Cứ như vậy ròng rã trong 2 năm trời, cùng với số tiền ít ỏi tiết kiệm từ nhỏ, tôi lên đường tìm lại chính mình. Trong nhiều năm đó, chị có những áp lực nào khiến chị phải suy nghĩ nhiều? Tôi tin rằng bất cứ ai trong cộng đồng LGBT đều trải qua áp lực và cảm xúc tiêu cực. Khoảng hơn 10 năm về trước, sự kỳ thị đối với LGBT rất gay gắt. Những năm học cấp 1 là thời điểm tôi chịu đựng sự kỳ thị rất nhiều. Tôi bị gọi bởi những cái tên mang tính miệt thị, nhưng tôi không hề khóc mà chỉ sợ bố mẹ nghe thấy mà buồn. Sau này cũng có lúc buồn, bế tắc và đau khổ tột cùng, tôi chỉ khóc một mình, khóc rất nhiều. Thật ra hồi còn nhỏ tôi đã có nhiều biểu hiện nữ tính như chơi búp bê, chơi đồ hàng, tỏ ra yếu đuối. Vì vậy ít nhiều có lời ra tiếng vào của bạn bè hàng xóm, nhưng ba mẹ chỉ nghĩ tôi là con trai tính mềm yếu hay khóc thôi. Tôi có cảm giác bố mẹ luôn kỳ vọng tôi là một người con trai. Lúc đó vì rất sợ gia đình biết nên tôi phải cố gắng tỏ ra mình là một người đàn ông để cha mẹ đỡ buồn lòng. Trong 12 năm học, tôi nghĩ mình chẳng có gì đền đáp cho cha mẹ ngoài việc cố gắng học tập để đạt kết quả cao. Mong ước chinh phục vương miện. Để có được ngoại hình như ngày hôm nay, Kỳ đã trải qua bao nhiêu ca phẫu thuật với những đau đớn như thế nào? Với tôi và tất cả những người chuyển giới, nỗi đau chúng tôi phải trải qua ngoài xã hội còn đau hơn rất nhiều lần so với nỗi đau về thể xác. Khi bước chân lên bàn mổ, tôi nghĩ chỉ có cơn đau này mới giúp tôi dịu bớt cơn đau ngoài xã hội, để tôi sống thoải mái hơn và tôi sẵn sàng đón nhận bất cứ điều gì tiếp theo đến với mình. Thời gian đầu tôi bắt đầu quá trình bổ sung hormone nữ vào cơ thể, tâm sinh lý thay đổi liên tục. Ngoài những biến đổi về gương mặt và vóc dáng thì cảm xúc tâm lý liên tục xáo trộn, dễ xúc động, khóc vô cớ, vui buồn bất chợt, hụt hẫng. Đổi lại tôi cảm thấy thoải mái hơn. Tôi tiếp tục trải qua 2 ca phẫu thuật sau đó. Ca đầu tiên tôi làm ngực ở Việt Nam, ca thứ hai là ca đại phẫu ở Thái Lan. Cũng có rất nhiều người hỏi tôi về gương mặt, nhưng tôi khẳng định các đường nét trên gương mặt của tôi hoàn toàn tự nhiên. Tôi chỉ làm răng sứ thôi, còn lại chủ yếu chăm sóc da trắng hơn, bổ sung hormone. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất về các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!